Vâng, em chào các bác. Hôm nay em quay các bác ít kỳ em mới tách ra này. Đấy, các bác xem kỳ rễ không bác? Đây nhá. Từ kỳ bé nhất này. À, từ kỳ bé nhất cũng rễ nhiều chứ không phải kỳ to, rễ gọi là ngập tràn luôn. Các bác có tách kỳ kiểu này không? Em thì hay tách kiểu vậy lắm. Ngay cả hàng chợ hay hàng thường thì em cũng hay tách. Này, tách này để trong em chả phải bôi keo luôn các bác nhé. Em để khô một ngày thôi. Tránh mưa một ngày sau đó là em trồng. Các bác hỏi sao nó có bộ rễ như này không? Các bác ai cũng thích mà. Người ta nói lan mà rễ nó khỏe như này thì cây lan nó khỏe lắm. Đây, khi tách ra khi này chắc phải cỡ tầm 20 phân. Đấy, loảng choảng luôn các bác. À, cái mầm rễ nhìn phê lòi đấy. Này. Chắc các bác hỏi là em xài cái thuốc gì để rễ nhiều này thì đơn giản lắm. Thân già thì em treo lên thôi. Nếu các bác thích bác cắt rạng được. Không, những một cây số cây thì em treo lên ngược lên thôi. Còn em treo mát giữ ẩm lâu lâu nước non tốt hay ngoài trời em chỗ này cũng có mưa gió không là lâu lâu em xịt cho ít thuốc thuốc đây thì cũng đơn giản lắm các bác, em chả xịt cái gì nhiều, có là em chơi Subutex cộng 11 nên mới bộ rễ như này thì rễ nó này các bác không hề đen đầu rễ hay bất cứ gì nhỉ. Rễ rất dài nhỉ. Còn cái đầu những cái đầu này, này xê năn này thì tỷ lệ thì rất đơn giản lắm thôi các bác. Xài cho em là 1 mili Subutex cộng với 2 CB1. À, thì nói chung là cứ 2 CB1 thì cho bác cho 1 lít. Mới còn 1 mili Subutex thì bác cho em 2 lít. Bác pha chung được với nhau luôn nhé các bác. Bác pha chung thoải mái này. Rồi bác xịt cho em. Là rễ được như này bác. Lan thì treo ngược lên thôi. Đấy, nó bắt đầu ra kỳ thế này bắt đầu lúc ra trồng. Này giờ trồng rễ nhiều quá khó chịu lắm này, bỏ chậu khó lắm, trồng nó không ngon lắm đâu. Em thích thích thường ngay cả cây mô hay cây gì em thích rễ khoảng cỡ tầm khoảng 2 phân 3 phân thì là em thích rồi. Nhiều đây như cây này là được rồi, cái dừa nhiều dưới như 2-3 cái rễ này nó cũng dài quá rồi đó, làm 2-3 ngắn khúc khúc như này thôi là trồng thế ok này. Cây lực lắm nhé, này trồng là phát triển mầm đấy. Đây con rễ con này nhìn phê không, cái lan là bộ rễ mà khỏe thì thôi đấy, cây mau lực phát triển lắm, hơn mở mở này là nó tất cả nó hút dinh dưỡng nhiều, còn lá cũng có mà có rễ phân thuốc và rễ cũng khá lắm đó. Các bác trồng giá thể gì của em thì bỏ thông với than thôi, nhìn rễ ngon lắm bác nhỉ, nhưng như kiểu giá xào thôi. Các bác làm như em thì là bảo đảm là lan rễ như thế này nhá, trước các bác có giỏ lan đẹp nhé.